khách mời mà em làm em ấn tượng nhất thì em nghĩ ngay đến chị Aluska. Chị là một người Nam Phi. Nhờ. Và chị cũng là trẻ lắm đó. Trẻ lắm đó. Go! Aluska! Oh, Gwyneth! Mandada! Waiting for love! Yeah! Yes! Tại vì em thấy chị rất là hồn nhiên, rất là dễ thương luôn á. Chị kiểu tự nhiên mà kể câu chuyện của chị là em thấy rất là đáng yêu. Và chị chơi cũng rất là nhiệt tình và chị cũng cố gắng nói được tiếng Việt như tụi mình. Cho nên là em cảm thấy rất là khâm phục và rất là thấy rất là đáng yêu. Còn một người nữa. Có một vị khách mời đặc biệt là đã tham gia hai lần với tụi mình nữa. Yeah. Đó là cho em nhớ rất là nhiều. Đó là chị Gia Linh. À, tại sao em ấn tượng nhất? Tại vì chị nói rất là nhiều. Như lại. Nhưng mà thật sự nha, hai tập là chị Linh là hai con người khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi, một lúc thì rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Hải thính rên loa liên tục luôn. Chị đã biết cái trò chơi này rồi, chị còn nhớ không? Trong trí nhớ của chị không có gì ngoài em hết trơn. Em hiểu nên là em đừng có hỏi mấy câu cũng như vậy, tại chị sẽ không nhớ đâu. À, hình như là lúc trước cũng ngồi y chang ghế này luôn. À, chị ơi, khách mời nào ngồi đây chưa? Đứng nhiên vậy. Nhưng mà cái người ngồi đây không phải là em mà là chồng chị á, y chang vậy luôn á em. Xong rồi sau chương trình đó về là tự nhiên lên chương trình làm vợ chồng. À, được rồi, ngồi đây nè. Em thích bạn gái em như thế nào? Phải cá tính, tóc ngắn, là người Hà Nội cơ. Ừ, người Hà Nội à, chị có thể nói được tiếng Hàn. Về là yêu rồi. Còn tóc ngắn à? Thì chị cũng có thể đi cắt vì em. Bình thường mà. Ngất rồi, đột một người. Rồi đó. Anh cưa em đổ em gọi anh là tiểu phu. Rồi. Trời ơi, dễ thương quá. Chết rồi, anh sợ quá. Gồng lên. Em có người yêu rồi hả? Dạ em chưa có. Thôi để chị làm người yêu của em nha. Làm sao? Nếu mà em bảo chưa thì làm sao? Chưa thì từ từ em cũng sẽ làm người yêu của chị thôi. Nhưng mà chị nghĩ là em cần một người bạn gái như chị. Chị sẽ dạy cho em những điều mà em chưa biết. Dạ vâng, thôi chị tiếp đi. Em ơi, em thích bạn gái như thế nào? Em không có hình mẫu nhất định chị ạ. Em không có nhìn hình mẫu nhất định hả? Dạ. Vậy thì em nhìn chị có phải hình mẫu của em không? Hình mẫu em là ngôi nhà. Mà chị biết điểm khác nhau giữa chị và ngôi nhà là gì không? Là chị không có cửa hả? Trời ơi! Sao em có thể nói vậy? Không, em muốn xin lỗi chị không? Dạ, xin lỗi chị. Em là bạn trai của chị đi. Một cặp là chị năng động, năng động luôn. Đấy là hai khách mời mà kia ấn tượng. Trong 50 tập vừa qua thì Việt Thi ấn tượng với chị Nico Lan Trinh. Wow. Một người chơi bất chấp mọi thứ, chơi rất là vui vẻ mà gọi là kiểu chịu lăn xả. Đúng rồi, chịu lăn xả để có thể chơi được cùng với tụi mình thì thật sự rất là khâm phục khẩu phục luôn. Wow. Màu tím à. Nhìn thấy màu chưa? Em bị mù màu. Nhảy lên nào. Phải đi bằng bay. Và khách mời tiếp theo mà Việt Thi thật sự là thấy ấn tượng rất nhiều luôn, đó chính là anh Đào Bá Lộc. Một người rất là sâu sắc, nhẹ nhàng mà nói câu nào rất là thấm thía câu đó nghe. Trời ơi, nghe mà chất lắm kìa. Và anh kể câu chuyện của bản thân mình mà làm cho mình bị cuốn hút theo luôn. Còn là lập tức các bạn sẽ kiên trì hơn. Tại vì nếu như một thứ nào đó mình thích mà mình làm thì nó chỉ đơn giản là sở thích. Nhưng mà một cái điều gì đó mà nó phải mất một quá trình, mình phải tốn thời gian nghiên cứu và dù có khó khăn nữa mình vẫn không bỏ thì nó mới gọi là đam mê. Nên là cũng rất là khó để chúng ta ở đầu độ tuổi chúng ta biết là đâu chỉ là sở thích thôi, đâu là đam mê. Thì Lộc hy vọng là các bạn sẽ kiên trì hơn cho cái quá trình của mình và mong là mọi người sẽ gọt giũa cái màn trình diễn của mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Còn hai anh chị bên này thì sao ạ? Chị ấn tượng với chị Lưu Hà Trinh. Em nghĩ là bài hát tiếp theo mình nên nhường cho khách mời.
bài hát nhiều, trời ơi, lại bài hát không thì đây là bài hát cực kỳ quen thuộc với nhóm B336 rồi. Rồi 3, 2, 1 chỉ một lần xong đúng không? Bóng luôn, bóng luôn ba hai một. Ủa sao chị biết vậy? Chị là fan của em mà, chị là fan của em mà. Trời ơi, nói một câu mình muốn nhường hết số chương trình còn lại luôn. Tại vì trước khi mà chị tham gia chương trình Lâm Tây Nam Bắc là chị có biết tới chị Lưu Hòa Trinh qua mấy cái cuốn sách, với lại cũng đã từng làm việc nhiều, tại vì đi show xong hay gặp chị, xong hay nói chuyện, nên là cũng thấy chị là một người có nhiều cái sự sâu sắc á, kiểu giống như là đàn chị kiểu trưởng thành, xong rồi chị thấy chị cũng có cái sự thông minh, khi mà mình đưa ra thử thách cho chị á thì chị đáp lại rất là nhanh và kiểu nhạy bén á. Mà chị thì kiểu chị dễ bị ấn tượng với những người mà kiểu thông minh với lại nhạy bén, nên là chị thích chị ngay từ cái phòng đầu tiên. Nghĩa là ứng biến nhanh, đúng nảy rồi. Số đầu nảy số. Người thứ hai mà chị ấn tượng là chắc là anh Duy Tú Kiệt. Tại sao nè? Thì điều đầu tiên thì chắc mọi người cũng biết là anh đẹp trai rồi đó. Anh bấm đi. Thôi em hết mời mà, anh em phải nhường cho thôi. Thật ra là anh chưa nghĩ ra, anh mới kêu em bấm á.